Vâng, chào các bạn buổi tối thứ bảy cuối tuần và hôm nay các bạn đang làm gì? Các bạn có đi chơi không? Các bạn có gặp người thân của mình không? Hay các bạn dành thời gian cho đi bán hàng, cho làm kinh doanh? Hay các bạn dành thời gian cho nghỉ? Hay là bạn dành thời gian đi xem phim? Bản thân mình thì mình có một cái ngày thứ bảy từ 9 giờ sáng đến hơn, mình mới vừa về tới cho cái lớp marketing cho doanh nghiệp nhỏ, và mình có cả một ngày mai nữa. Và ngay bây giờ khi mà về, mình mới vừa cơm nước xong thì mình nghĩ tới cái việc là hãy chia sẻ đến các bạn một cái chủ đề gì đó cho nó rất là thú vị ngay cái buổi tối thứ bảy cuối tuần này. Và bây giờ các bạn nào đang online, các bạn nào đang xem livestream này thì chúng ta hãy cùng nhau kết nối, chúng ta hãy cùng nhau làm quen. Và chắc chắn là cái buổi thứ bảy cuối tuần này thì chắc chắn là các bạn như thế nào à, các bạn phần lớn là các bạn đi xem, đi chơi đó rồi, cũng rất ít người đi xem online. Chúng ta cùng nhau trao đổi chút xíu thôi về một cái chủ đề chút xíu thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ. Ok, chào bạn tên Hương Missy. Bạn tên Hương là một cái bạn nữ doanh nhân. Missy, chào bạn Hoàng Vũ. Ok, chúng ta cùng nhau làm quen, kết nối làm quen. Và bạn nào mà đang đang xem cái livestream này mà chúng ta quen nhau thì các bạn chào nhau. Và các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì rất là đơn giản, các bạn hãy comment xuống số 1 để sau khi cái livestream này xong thì mình sẽ kết nối làm quen với các bạn. Chúng ta thông qua Facebook, thông qua cái phương tiện online, ngày hôm nay chúng ta được quen, được dịp quen biết nhau. Vâng, bạn Sally Võ, ok chưa? Bạn đã đi trải nghiệm chưa? Bạn đã đi trải nghiệm các cái quán ăn của Việt Nam chưa? Và bạn có bài học đánh giá gì cho cái bài học marketing cho doanh nghiệp nhỏ của cái bài học của cái ngày hôm nay mà. Chào bạn Vĩnh Thanh, chào bạn Đỗ Thu Trang. Ok, rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy chào nhau, làm quen nhau, kết nối nhau. Chào bạn Tươi. Và các bạn nào mới biết mình thì hãy comment số 1. Và các bạn, bạn Tươi lâu quá cũng không gặp em, chắc cũng phải 2 năm đến 3 năm rồi nhỉ. Ok, tuyệt vời, thông qua livestream chúng ta lại kết nối với nhau. Và bây giờ mình đi thẳng vào cái chủ đề luôn. Tụi em đi cà phê Tuấn Ngọc. Ok, tuyệt vời. Chào bạn Duy Đào, lần đầu tiên biết bạn. Sau livestream này thì mình sẽ kết nối với bạn. Bạn nhớ bấm vào cái theo dõi. Đúng đúng rồi, vừa lớp về livestream luôn bạn Thủy ơi. Chào bạn Yên Còi. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là cái điều đơn giản nhất trong cuộc sống nó là gì? Cuộc sống đơn giản thì chắc chắn là một cuộc sống có chất lượng rồi. Cuộc sống phức tạp thì cuộc sống không không thể có chất lượng được. Vậy cái điều đơn giản nó đến trong cuộc sống của chúng ta nó là gì? Đôi khi có nhiều người cứ lu bu cả ngày lo toan cho cuộc sống. Dĩ nhiên tối hôm nay mình không có nói về chủ đề kinh doanh mà nói về chủ đề cuộc sống. Chào bạn Nguyễn Sơn. Các bạn giới thiệu về các bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì thì các bạn cũng giới thiệu ra. Các bạn đang đang ở cái tỉnh nào, khu vực nào thì các bạn cũng giới thiệu ra để chúng ta cùng biết. Hãy comment xuống bên dưới đi các bạn, hãy comment xuống. Vậy điều đơn giản trong cuộc sống nó đến từ những cái điều gì? Thì mình kể các bạn một cái trải nghiệm này. Cách đây cũng vài tuần thì mình có dẫn con gái của mình Bambi đi nhảy Zoom các bạn, Zoom. Các bạn chú Dung Dung là nơi nơi ở cái khu quận 2 gần cái khu Thảo Điền, nó có một cái chỗ mà cái trò chơi nhảy Dung là chúng ta cứ nhảy và nhịp lên nha. Nó nhảy liên tục vậy đó. Và cái đây là cũng là cái theo mình biết thì nó là cái duy nhất ở Sài Gòn này, và ở cả nước thì ở đâu có không biết, chứ còn ở Sài Gòn là nó có cái duy nhất cái chỗ này. Và tình cờ mình đi tới đây thì mình cũng gặp một cái bạn cũng ra làm business cũng là lâu rồi. Và bạn một bạn nữ, và dĩ nhiên là bạn này lúc mình gặp bạn cách đây có 2-3 năm rồi, cái dịp gặp bạn thì bạn cũng rất là khá giả rồi. Và bữa hôm đó bạn cũng dẫn con bạn tới cái chỗ nhảy Zoom đó, và hai mẹ con cùng nhảy. Và mình thấy cái cuộc sống của bạn nó rất là đơn giản, nó rất là nhẹ nhàng. Bạn là một trong những cái doanh nhân rất là thành đạt ở cái khu Thảo Điền. Ok chưa? Và nhìn khuôn mặt của bạn rất là thư thái, rất là nhẹ nhàng. Mà dĩ nhiên lúc đó mình cũng rất là nhẹ nhàng, mà mình cũng dắt con mình đi, mình cũng rất là vui.
mình cũng rất là relax, ok chưa? Và mình nhìn bạn và mình thấy bạn rất là nhẹ nhàng thì mình mới hỏi bạn một câu rằng điều gì mà khiến bạn thấy lúc này bạn tươi trẻ, bạn vui vậy, ok chưa? Thì bạn trả lời một cái câu nó rất là đơn giản, và mình hiểu rằng là những người này họ biết cái cách, họ biết cái cách gì, họ biết cái cách làm cho cuộc sống họ chất lượng. Họ trả lời một cái câu rất là đơn giản này, em đang tận hưởng cái cuộc sống của em, em đang gì ạ? Em đang dành những cái giây phút chơi với con, ok chưa? Em đang muốn dẫn con và em cùng nhau trải nghiệm cái môn Zoom này. Các bạn thấy chưa? Và khi bạn nói mà với cái khuôn mặt và cái năng lượng của bạn nó rất là gì ạ? Nó rất là tràn đầy năng lượng, nó rất là đơn giản, nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó là một cái điều nó rất là tuyệt vời. Và không phải đơn giản để nhiều người trong cuộc sống họ cảm nghiệm được cái điều đó. Và cách đây cũng lâu rồi, mỗi sáng mình chạy ở cái công viên, mình chạy thể dục ở công viên, và mình gặp cái chú đó, nhưng ổng lớn rồi, ổng khoảng 60 tuổi, và sáng nào ổng cũng cầm một cái trái banh, và nhiên trái banh của ổng nó có bỏ vào trong một cái lưới. Và cái việc tập thể dục của ổng là ổng không có đi bộ, ổng không có chạy như tất cả những cái con người khác. Mà ổng như thế nào? Ổng cái việc rất là đơn giản là ổng cứ để trái banh, ổng đá tưng 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 tưng, và ổng đá như ổng thưởng ngoạn vậy các bạn. Ổng đá như ổng thưởng ngoạn vậy, ổng đá như ổng thưởng thức cái trái banh đó. Cả 60 tuổi rồi. Chào bạn Luân Kim, ok. 60 tuổi rồi và ổng đá một cách rất là nhẹ nhàng và rất là thư thái. Thì sau khi mình chạy bộ xong, dĩ nhiên cái cách chạy bộ của mình là mình chạy khoảng 3 vòng quanh khu viên của mình. 3 vòng quanh khu viên của mình thì nó cũng hơn 3 cây số, nó khoảng 3 cây số rưỡi, 4 cây á. Và như thế nào ạ? Và mình cũng relax, mình cũng tới tận hưởng cái không khí buổi sáng rất là tuyệt vời. Mình thấy một buổi sáng rất là nhẹ nhàng, nó rất là tuyệt vời. Thì mình mới hỏi cái chú đó, thấy chú chơi với trái bóng và nó rất là ý nghĩa. Ông nói ok đúng rồi, chú xem trái bóng đó mỗi sáng, chú đá nó, chú tập nó, chú chạm vào nó, chú thư giãn với nó, và đó là cái điều gì ạ? Và đó là cái điều mà nó làm cho chú gì ạ? Nó thư giãn và nó rất là nhẹ nhàng. Các bạn thấy không, hình dung ra điều này. Những cái con người đó, những cái con người tuyệt vời đó, họ biết cách gì ạ? Họ biết cách gì ạ? Mang được cái niềm vui, cái sự giải trí, cái niềm vui thú vào trong chính cái cuộc sống của họ. Và mình nghiệm ra một điều rằng cái niềm vui trong cuộc sống này là nó đến từ những điều nó rất là đơn giản, nó rất là nhẹ nhàng. Hồi nãy giờ mình nói say sưa quá, mình quên đi cái việc là các bạn hãy chia sẻ cái live stream này đi. Ok, chào bạn Lê Văn Vũ Kiệt, chào bạn Trương Âu Câu Tích, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào bạn Lê Thiên. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Chào bạn Nguyễn Vũ, rất là tuyệt vời, chào bạn Thuận Phong. Và các bạn hãy chia sẻ livestream này về và như thế nào và gửi cái thông điệp đến một ai đó mà họ có cái cuộc sống nó rất là tất bật. Đó là những cái con người mà họ biết gì ạ? Họ biết làm giàu cái cuộc sống của họ. Họ biết gì ạ? Họ biết làm cho cái tâm hồn của họ nó được tràn đầy hạnh phúc, nó được tràn đầy cái niềm thoải mái bên trong, một cái cảm xúc cái cuộc sống này nó rất là chất lượng. Và người nào mà biết tạo ra cái cuộc sống nó chất lượng thì lập tức những hành động họ làm cũng sẽ chất lượng, cái mối quan hệ của họ nó cũng sẽ chất lượng, và chắc chắn cái công việc làm ăn, cái công việc của họ và họ làm việc với khách hàng, những người giao dịch của họ cũng chất lượng. Các bạn nào ý ra điều này, tại vì cái phía bên trong của chúng ta nó chất lượng thì chắc chắn là kết quả cái phía bên ngoài của chúng ta là nó chất lượng. Chào bạn Phượng Hoàng, và mình muốn gọi đến các bạn những cái thông điệp nó đơn giản này vào cái buổi tối hôm nay. Tại sao tối hôm nay mình nói về cái chủ đề này là đề này, mình sẽ giải thích cho bạn. Chào bạn trai, ok, trong cái phần tiếp theo.
Bây giờ mình dành lại một ít phút để mình giới thiệu về mình một chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thế Duy và hiện tại mình là người sáng lập, một phút giới thiệu nha các bạn, một phút quảng cáo thôi, là mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training. Mình thành lập nó năm 2009 và cho tới nay nó đã được 9 năm rồi. Nói mình cái chữ Vườn Ươm Doanh Nhân, ok chưa? Cái chữ Vườn Ươm Doanh Nhân, các bạn thấy không? Cái chữ Vườn Ươm Doanh Nhân, cái đây là cái địa chỉ, cái số điện thoại, cái hotline. Và đây là cái khóa học nổi tiếng của mình, ok chưa? Khóa học làm chủ doanh nghiệp, nên mình thì mình cũng hướng dẫn các bạn, chia sẻ cho các bạn cái cách làm chủ doanh nghiệp thôi. Và đây là những cái quyển sách của mình, của quyển Bì Dân Đầu Quay thì các bạn mua trên trang Amazon, có quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, cái quyển sách viết về kinh doanh, và cái quyển thứ ba là cái quyển gì Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu, ok chưa? Bạn nào mà chưa có những cái hai cái quyển sách bằng tiếng Việt này thì các bạn hãy nhanh nhất inbox cho mình cái số điện thoại để các bạn các bạn sở hữu mua nó. Nếu các bạn là người đam mê kinh doanh thì bạn phải sở hữu hai cái quyển sách này. Hai quyển sách này là 210.000, gửi đến nhà các bạn luôn, tặng nhà các bạn và free ship cho các bạn. Cái free ship đến nhà các bạn nó cũng có hết cả 50.000 rồi đó các bạn Và như thế nào và các bạn sẽ được add vào một cái group. Cái group này là những cái người sở hữu quyển sách này, những người đam mê kinh doanh khắp mọi miền đất nước này họ mới được sở hữu. Và các bạn hãy comment số điện thoại xuống và sách sẽ được giao về nhà các bạn. Cái người giao sách đó họ sẽ thu tiền luôn các bạn, không cần phải như thế nào không cần phải chuyển tiền trước đâu. Sách đến nhà rồi mới được giao. Ok, cái đây là cái điều kiện. Và khi các bạn được vào trong cái group đó thì sẽ kết nối với các bạn nhiều hơn. Ok, mình đã hết một phút quảng cáo, bây giờ mình đi tiếp. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải có những cái niềm vui thú trong cuộc sống này? Thầy ơi, gửi cho em cuốn Khởi Nghiệp Từ Tay Trắng mà chúng ta mua hai cuốn luôn bạn Tuyết ơi. Mua một cuốn thì cái chi phí gửi rồi nó mắc lắm, nó không có đủ. Nó là nếu mà bạn mua một cuốn thì gần như là không có gửi đâu Nó phải hai cuốn. Ok chưa? Thì bạn cho số điện thoại đi. Ngày mai ngày mốt thì các em nó sẽ phụ trách và nó sẽ gọi cho các bạn, bạn Tuyết nha. Ok chưa? Cảm ơn bạn Phượng Hoàng. Ok chưa? Nếu mà bạn có dịp bạn đến lớp thì bạn có thấy là nó còn tuyệt vời hơn nữa để hướng dẫn bạn đi từng bước. Hai cuốn kia em có rồi thì ok, vậy thì bạn cho số điện thoại của bạn đi. Bạn cho số điện thoại đi Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì trong thời đại ngày nay phần lớn mọi người như thế nào phần lớn mọi người như thế nào phần lớn mọi người ok chưa? Phần lớn mọi người họ như thế nào? Họ muốn quá nhiều thứ, họ ôm đồm quá nhiều thứ, họ muốn nhiều thứ lắm, họ ôm đồm nhiều thứ lắm, họ ôm đồm đủ thứ đó, họ muốn nhiều lắm. Tuy nhiên một điều trong đơn giản trong đó mà họ vẫn không có đạt được, họ muốn cười nhiều hơn, rồi họ có muốn mối quan hệ nhiều hơn, rồi họ cũng muốn giàu có nhiều hơn, họ cũng muốn đất đai nhiều hơn, họ muốn có xe nhiều hơn, rồi họ làm một cái chưa xong họ đòi làm cái hai, rồi họ muốn trở thành to, thành bự, thành vĩ đại, tức là họ muốn rất là nhiều thứ. Mà trong khi cái một thứ của họ đang có, họ làm chưa xong. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và mình thấy một điều nó vô cùng thú vị các bạn một điều nó vô cùng thú vị. Cái người nào mà họ muốn quá nhiều thứ mà một cái họ làm chưa xong thì phần lớn những người đó họ không đạt được cái gì. Họ làm cho cuộc sống họ nó rối tung ra thôi. Nhiều lúc họ nói cho nó ai cái bề ngoài cho nó ai vậy chứ cuộc sống họ rối tung họ không có chất lượng cuộc sống tốt. Cái phía bên trong cái cuộc sống bạn không tốt thì làm sao cái phía bên ngoài thì làm sao bạn tốt được. Nếu mà bạn đang muốn những cái điều đó mà nó làm cho bạn hạnh phúc thì cái điều đó cũng tốt. Những cái điều mà bạn đang khám khổ đó mà nó làm cho bạn hạnh phúc thì tốt, nhưng mà cái điều là họ lại không có hạnh phúc. Họ thật sự họ không có hạnh phúc, họ thật sự họ không có bình an, họ cứ lay quay lăng tăng suốt ngày này qua ngày nọ. Ok chưa? Họ tuyên bố điều này, họ tuyên bố điều kia, thậm chí họ có tiền mà họ cũng không tận hưởng được cái cuộc sống của họ. Ok chưa? Và bạn nên nhớ này,
Cái điều duy nhất trong cuộc sống này các bạn phải xây dựng, đó là bạn hãy có một cái cuộc sống nó rất là ý nghĩa và tốt đẹp trên đời này. Cái đó là cái điều duy nhất. Mà dù bạn có công ty hay là bạn là người nghèo hay là bạn là người giàu, thì cái điều duy nhất trong cuộc sống này bạn phải đạt được, đó là gì? Là bạn cần phải có một cái cuộc sống nó rất là chất lượng. Ok, bạn cần phải có cuộc sống rất là chất lượng. Mình hỏi chút xíu là hồi nãy giờ cái gì mình chia sẻ các bạn thấy có ý gì với các bạn không ạ? Có thú vị không ạ? Thì các bạn hãy comment xuống đi. Em chào thầy, em muốn mua sách của thầy, ô số điện thoại. Rất là ok bạn Phạm Đậu ơi, ngày mai, ngày mốt các em nó sẽ rảnh, nó sẽ gọi đến các bạn. Bạn Nguyễn Huế, rất là vui là quen bạn Nguyễn Huế. Ok, các bạn vô chưa? Hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ các bạn thấy có hữu ích không ạ? Nếu hữu ích thì các bạn comment xuống để mình thấy những cái comment của các bạn. Các bạn có được học hỏi được cái gì từ những cái chia sẻ của mình không ạ? Thì các bạn comment xuống để mình nhìn thấy, mình nhìn thấy được cách các bạn comment các bạn thì mình mới như thế nào, mình mới có lửa hơn. Nếu là cái việc có xe đã làm cho bạn happy, nếu cái việc mà công việc làm hàng ngày đó nó làm cho bạn happy, ok chưa? Nếu như cái giây phút đó nó làm cho bạn happy vì cái điều đó là cái điều tốt, cái điều đó nó rất là điều tốt. Tuy nhiên nếu mà những thực sự những cái điều đó nó không làm cho bạn vui và cái cuộc sống của bạn nó không được hoan hỷ thì mình nghĩ là các bạn cần phải suy nghĩ lại. Ok chưa? Với mình rất là đơn giản. Đối với mình nó rất là đơn giản. Cái cuộc sống này là một sự trải nghiệm, đó là một sự khám phá thế giới này. Cuộc sống này không nhất thiết là dĩ nhiên là tiền nó rất là quan trọng, cái điều đó không nói rồi, nhưng mà không phải là chúng ta cứ lao làm mọi thứ về tiền chúng ta như thế nào Chúng ta càng có tiền để chúng ta trang trải cho cuộc sống, càng có tiền chúng ta trang trải gia đình, chúng ta càng có khoản tiền dư. Ok, nhưng mà cái cuộc sống này là một cái sự khám phá, là một cái sự trải nghiệm, là một cái sự gì sự chạm vào những điều mà cuộc sống đang có, đó là cái thiên nhiên, đó là những bãi biển, đó là những chiều hoàng hôn, đó là những cái cây hoa nó rất là đẹp. Đó là những cái bài nhạc nó rất là hay, đó là những quyển sách nó rất là tuyệt vời, các bạn hiểu chưa? Và tất cả những cái điều đó nó làm cho tâm hồn của các bạn nó như thế nào nó được phát triển rất là tốt. Đó là những cái đêm trăng rất là tuyệt vời, đó là những người bạn bên ly cà phê nó rất là nhẹ nhàng, đó là những cái bữa ăn nó rất là nhẹ nhàng, ngồi giao lưu với một người bạn của mình, đó là những lúc như thế nào chúng ta ngửi một cái đóa hoa nào đó, những lúc chúng ta nhận một món quà của ai đó, nó vô cùng ý nghĩa và nó làm cho cuộc sống chúng ta nó càng ngày càng ý nghĩa hơn. Ý nghĩa cuộc sống nó là vậy bạn phải rảnh rang để bạn nhìn ra ngoài kia để cảm nhận rằng hôm nay trời đầy sao, hôm nay có đi học không? Ok chưa? Bạn cảm nhận rằng là hôm nay trời có mây có mưa, và nếu mà trời mưa thì các bạn cũng cảm nhận ra rằng những cái giọt mưa kia nó ý nghĩa và nó tuyệt vời như thế nào. Cái cuộc sống này là sự trải nghiệm, cuộc sống nó đơn giản vậy. Nó làm mình rút lại với các bạn rằng là niềm vui sống trong cái niềm vui sướng trong cái cuộc sống này, cái niềm tuyệt vời nhất trong cái cuộc sống này, đó nó đến từ những điều nó vô cùng đơn giản và giản dị. Nó không phải phức tạp, nó không phải cái gì đó mà như các bạn nghĩ đâu. Để trong cuộc sống này nó chất lượng thì bạn phải như nào? Hãy làm giàu cái cuộc sống của mình, hãy làm giàu tâm hồn của mình, và bắt đầu chỉ đơn giản bằng cái ly cà phê, bằng một cái cách ngắm bông hoa đẹp, bằng một cách gì hãy đi chăm sóc những cái cây cảnh của mình, hãy chỉ đi giúp cho cái con cây cảnh của mình nó càng ngày nó càng đẹp hơn. Ok chưa? Hãy đi nói chuyện, chia sẻ với người khách các bạn, đơn giản chấm, nó rất là đơn giản. Cuộc sống này nó vô cùng đơn giản, cuộc sống này nó vô cùng nhẹ nhàng. Ok chưa? Nó không có lao lực như chúng ta nghĩ. Và khi các bạn biết cách tạo ra cuộc sống nó nhẹ nhàng và nó chất lượng như vậy thì chắc chắn một điều rằng cái công việc các bạn nó sẽ tốt đẹp, khách hàng của bạn cũng sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì bên trong con người của bạn nó vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là cái buổi live stream mình chia sẻ một cái rất là nhẹ nhàng vào ngay buổi tối hôm nay thôi. Bạn nào lần đầu tiên biết mình, bạn nào lần tiên biết mình thì các bạn comment xuống là cái con số 1, sau cái live stream này
mình sẽ kết nối với các bạn. Bạn nào mà đã biết mình rồi mà các bạn chưa có sách của mình thì các bạn hãy comment xuống. Ok, giờ các bạn hãy comment xuống và như thế nào ạ? Hãy mua sở hữu ngay hai cái quyển sách của mình. Và bạn nào có được hai cái quyển sách của mình rồi thì mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group. Ok chưa? Cái group này là những bạn trên khắp mọi miền đất nước có sách thì các bạn mới được ép vào cái group này, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn xem chương trình livestream tối hôm nay. Bye bye các bạn, và chúng ta sẽ gặp lại những cái livestream sau nhé. Bye bye các bạn.